Vâng. Tâm lại vừa về một sản phẩm mới là Innova 2013 bản E nha cô chú anh chị. Form mới là nó ra bản E nha. Đây là con xe form mới 2013, biển số 93 Bình Phước 14869. Xe này được sở hữu là màu bạc nha. Và nội thất của nó là màu xám. Thì cô chú anh chị biết không? Riêng cái thằng này là nó 13 và 14 là nó đặc biệt là nó màu xám nội thất nha. Và qua cuối 2014 bước vô 2015 thì nó mới qua nội thất màu kem. Riêng cái hàng 13 và 14 là nội thất màu xám. À, cô chú anh chị mà nếu mà đã đi mua Innova E thì cô chú anh chị cũng biết ha. E là một phiên bản đủ, nó gồm có 10 14 15 16 là bản E. Và bây giờ 17 18 19 20 21 cũng là bản E luôn nha cô chú anh chị. Đây là con xe bản E, nó gồm có túi khí an toàn, thắng ABS, gương chỉnh điện. Và xe này gia chủ người ta vô thêm một cái kích hợp xi nhan gương nữa nha. À, nội thất của nó là màu xám. À, nó rất là cá tính ha. Nội thất của nó màu xám, 4 thắng ABS, túi khí an toàn. Và lên đồ chơi rất là nhiều, ví dụ như là đèn bi nè, và đèn led nè, và đèn bi gầm nè. Màu sơn là màu sơn bạc, nước sơn bên ngoài thì rất là đẹp. Và cái điều đặc biệt đáng nói ở đây là cái máy nó là bao im luôn nha cô chú chị. Cái máy chạy là cực im và ngon luôn. Cái gầm của nó không có một tiếng động luôn. Mâm là mâm rin theo xe nha. Gia chủ họ thấy nó nhiều màu bạc quá nên họ sơn lại màu đen cho nó cá tính ha. 4 cái quả lốp là mới tinh nha, 4 quả lốp mới tinh đăng kiểm dài. Nội thất là rất là tươi và đẹp luôn. À, hình thức bên ngoài thì Tâm thấy rất là đẹp nha cô chú anh chị. Hình thức bên ngoài rất là đẹp luôn. Thì form mới là đây là đầu 2013 nè. 2013 là cái đèn xi nhan nó nằm ở giữa rồi thấy không? Đó. Đèn trắng nó nằm ở giữa, còn 212 đổ về trước là đèn trắng nó nằm ở dưới. Cái đít này là đít 213 14 nha. 13 14 là có cái đít này. Innova E. Xe rất là mới luôn, để Tâm quay cái gầm nha. Biển 93. Đây gầm nè, vỏ nè, gầm rất là đẹp. Thật sự là gầm đẹp nha cô chú chị. Bánh xe cua cũng còn khá là mới ha, gầm bao đẹp luôn nha. Và nội thất. Nước sơn rin cũng còn nhiều nha cô chú chị bà con, nước sơn rin còn nhiều. Đồ chơi thì có màn hình. Có màn hình, có cam lùi. Bản lời còn khá là mới luôn ha. Ốc tán là chưa mở con nào hết nha cô chú anh chị ơi. Đây, nội thất của nó là cái màu này nè. À, cô chú anh chị phải biết về Innova nha, chứ không là cứ nghĩ là không đúng nha. Nếu bản G là hoa lăng này, nó khác ha. À, và trong giấy tờ của nó cũng có luôn, mình nói vậy đi cho nó dễ. Trong giấy tờ rõ ràng luôn ha. Giấy tờ là bản E. Xe bản E xịn, nội thất màu xám. Còn xe màu G là trong giấy tờ nó G luôn. Đây là bản E xịn nè. Đó, mình nhìn cái xe này, rất là duyên dáng luôn. Túp lô, túp bi còn khá là mới. Và đặc biệt cái hai cái góc hoa lăng còn đẹp lắm. Keo chỉ là full hết nha. Và nhà mình coi cái hai góc hoa lăng nè. Đó, góc hoa lăng đẹp không? Hoa lăng còn cỡ này thì xe nó không bao giờ mà tại được nha. Hoa lăng còn dữ lắm. Chạy xe đó vô đây luôn đi em. Trần bữa nay có nộp được hồ sơ không? Trời đất. Sao đi cả ngày mà không nộp được hồ sơ hả? Cái hồ sơ rút á. Rút rồi. Đây cô chú chị thấy ha. Cái nội thất của nó nè, rất là mới luôn. Nội thất khá là đẹp nha. Tắp lô tắp bi nè. Chất xe mới lắm. Xe này cô chú anh chị xuống thực tế là chịu liền. Mấy cái này nó còn rất là nhám luôn. Nè, nhìn nó nhám nhù luôn không? Nội thất bao tươi. Xe này bên Tâm bán cho nhà mình với một cái mức giá là 318 triệu nha. 318 triệu là bên Tâm sẽ hỗ trợ rút hồ sơ nha cô chú anh chị. 318 triệu. Innova 2013. Form mới rồi ha. Form mới rồi chứ không phải form cũ nha. Đó, 212 đổ về trước là còn form cũ nha. 23 là qua form mới, qua form đèn này rồi. Cô chú chị thấy không? Cái vô lăng của nó cũng khác nữa, vô lăng của nó mập hơn là form mới, còn cái vô lăng kia, vô lăng nó mỏng tanh à, là form cũ. Có màn hình ở phía sau ghế nữa kìa. Đây. Ba dàn lạnh độc lập nha. Trần 5D. Ốc tán thì cũng còn riêng khá là nhiều. Sàn 5D, trần 5D. Hốc đèn, hốc đồ nè. Bản lời nè. Keo chỉ nè.
trời sắp tối rồi. Đèn đuốc sáng trưng. Vỏ lốp mới mâm rất là đẹp nha cô chú anh chị bà con. Keo chỉ là full hết á, mấy cái hốc về nè khá là mới luôn. Thì tâm bao cho cô chú anh chị bà con mình là keo chỉ không mắc một phân. Và nội thất rất là tươi và đẹp. Keo chỉ full hết, tuyệt vời, xe chuẩn mực nha cô chú anh chị. Cái này là người ta bọc lại cái này nhìn nó sang ghê á, chứ để gì nó cũng dơ ha, bọc lại nó sang quá, nhìn nó đẹp ghê. Nội thất đẹp lắm nha bà con cô chú anh chị, nội thất rất là đẹp. Cái này Tâm làm một cái clip về trời nó hơi tối rồi à, tự nhiên là trời đang sáng ngon lành cái nó sụp tối xuống, giờ bật đèn led xuống là nó mắc cái video này. Tâm không có rành về điện thoại lắm đâu. Thì cô chú anh chị thấy ha, có cam hành trình trước luôn nha. Nội thất rất là đẹp. Nội thất là bên Tâm thấy nó đẹp lắm luôn á. Đèn trần sáng rực. Đây có hai túi khí an toàn nha. Cốp đồ còn ngon lành. Mấy cái này còn rất là gai, còn ok luôn. Củ số qua lăng khá đẹp. Bản E à, bữa vừa rồi Tâm cũng có bán một hai con giống vậy nè. Nội thất màu đen 2013, nội thất màu xám. Qua lăng nó mập lắm nè, cô chú anh chị thấy qua lăng nó mập không, là form mới rồi ha. Cái đồng hồ nó cũng khác luôn nha, đồng hồ kim trắng, còn cái 212 đầu kia là đồng hồ kim đỏ đó. Phân biệt ra form mới và form cũ nha. Đây là con xe form mới 2013, 318 triệu, bên Tâm sẽ hỗ trợ rút hồ sơ cho nhà mình luôn. Xe này thì Tâm cảm nhận được là xe rất là đẹp nha. Tắp lô tắp bi rất là mới, chắc xe khá là cứng. Máy im lắm, cái máy bao im luôn. Cái xe Innova thì nó chỉ có vậy thôi, muốn hơn nữa thì đâu biết sao đâu. Vậy là Tâm thấy nó cũng hoàn thiện và chuẩn lắm rồi. Đồ đạc nó có hết, đồ chơi full hết. Chất lượng xe thì miễn bàn, và giá thành thì hợp lý, bên Tâm bán là 318 triệu. Tâm sẽ hỗ trợ rút hồ sơ cho nhà mình luôn nha. Vừa rồi cũng hỏi anh em một chiếc 2013 cũng form này luôn, cũng form y về luôn, cũng nội thất màu xám vậy luôn, mà anh em nói nếu Tâm lấy để cho 345 triệu. Bởi vậy nên Tâm đâu có dám đụng vô mấy cái đó, đụng vô mấy cái đó về bán nhiêu. Còn đây là cái giá này Tâm cảm nhận được là mua từ của khách hàng về, nên cũng còn đường thở. Thì để lại cho bà con cái giá này là giá cũng ok không. 2013 mà 318 triệu bao hồ sơ, cô chú chị cứ cân nhắc thị trường, hợp lý thì alo Tâm nha. Nãy Tâm mở lộn nắp xăng, xin lỗi. Tối rồi, trời sụp tối rồi. Coi một hai con nữa cái hết giờ. Có tay nắm cửa, inox rồi hết luôn. Chắc xe thì thôi khỏi nói à. Máy nè. Đây máy khu reo rõ quảnh luôn, cục thắng ABS nè cô chú chị nè. Đó, lưu ý nha, cái xe bản thiếu là nó không có cục thắng ABS, rồi coi cục thắng ABS là được rồi, rin là được rồi, nó không có độ chế là đúng là xe bản đủ. Kết nước có đồ chưa mở nè. 318 triệu Tâm bớt lọc cho nhà mình nha, bớt lọc một vài triệu gì đó, xăng cộ đi tới đi lui. Còn cái chất xe thì bên Tâm bán là bao rồi ha, xương ngang xương đầu rồi là thấy còn hết nè. À, cái cục nhựa này cũng còn nữa nè. Cái cục mốt này còn là chắc xe chạy chưa có nhiều lắm đâu ha. Cái xe chạy cũng vừa cỡ trăm, hơn trăm ngàn, mà đúng xe này chạy có 140 ngàn, tương đương với 14 vạn à. Chạy còn nhẹ và êm dữ lắm, chưa có đổ hơi đổ khói gì hết á. Bên Tâm bán xe này cho nhà mình là 318 triệu nha. À, cô chú anh chị mà nếu mà thực tế lên coi xe thì Tâm bớt cho 315 triệu. 315 triệu thì bên Tâm sẽ hỗ trợ rút hồ sơ nha. Nắp cò rồi cũng còn nữa nè. Cục xin gươm đó cô chú anh chị thấy không, cục xin gươm của máy đó, và máy giữa là chưa bung chưa tháo gì hết nha, nắp cò còn rin nha. Cô chú anh chị cứ xem thực tế cái xe này là sẽ rõ ha.
chất xe cũng còn khá là ổn, êm ái, liền lạc và sạch sẽ, giá thành thì hợp lý. 2013 Innova bản đủ số sàn, bên Tâm bán cho nhà mình với một cái mức giá là 318 triệu, bớt lọc 3 triệu còn 315 nha. Cô chú anh chị hãy gọi điện, nhanh tay gọi điện cho ô tô Duy Tâm đó, để được sở hữu em này. Biết đâu là cái duyên của nhà mình mua về sử dụng. Nhưng mà Tâm biết chắc luôn, cái xe này về mua về là không có sửa nữa, không có tốn tiền nữa. Hiện giờ là vỏ mới, đăng kiểm dài, ngoại thất đẹp, nội thất sạch sẽ, tinh tươm, máy im ru, không đổ hơi, không đổ khói, đời cao. Đời cao so với giá thị trường. Giờ mua 209, 210 đã nhiêu tiền rồi, cũng loanh quanh 300, 301 rồi. Này mình mua hẳn con 213 luôn, form mới luôn, 315 triệu. Nếu mà cô chú anh chị thật sự thiện chí thì Tâm sẽ để cho giá 315 triệu. Mong cô chú anh chị hãy đăng ký kênh của Tâm, nhắn tin và chia sẻ rộng rãi, thì có được nhiều sản phẩm tốt mới về, cô chú anh chị sẽ được là người thưởng thức và xem trước nhất nha. Tâm xin chào cô chú anh chị, xin hẹn gặp lại ạ.